Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị xúc tiến thương mại Campuchia-Việt Nam giúp các doanh nghiệp hai nước tăng cường quảng bá sản phẩm thế mạnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức các chương trình nghệ thuật ý nghĩa nhân văn hướng về Tổ quốc, thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Chương trình Xuân Biên Phòng ấm lòng dân bản tại tỉnh Quảng Ninh nhằm giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, tô đậm thêm truyền thống gắn bó keo sơn của người lính với đồng bào các dân tộc biên giới hải đảo. Mở đầu bản tin là thông tin về công tác bảo hộ công dân tại Ireland. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Liên quan tới vụ việc cảnh sát Ireland phát hiện 14 người di cư trong một xe tải đông lạnh tại cảng Rosslare Airport ngày 8 tháng 1, trong đó có 3 người được cho là công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết, Đại sứ quán và Văn phòng lãnh sự danh dự tại Dublin, Ireland đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Ireland và Cảnh sát Dublin đề nghị phối hợp cung cấp thông tin. Hiện Đại sứ quán và Văn phòng lãnh sự danh dự đang phối hợp với Cảnh sát Dublin kiểm tra danh tính và đảm bảo những người này được đối xử nhân đạo, đúng pháp luật cũng như đang chờ thông tin từ cảnh sát về địa điểm cụ thể để đến thăm lãnh sự. Theo Cảnh sát Dublin, những người này đều trong tình trạng khỏe mạnh. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác về người Việt Nam ở nước ngoài. Ngày 11 tháng 1 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại Campuchia-Việt Nam. Tham dự hội nghị có Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và đại diện Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia. Hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp hai nước tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm thế mạnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ ý kiến về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng hai nước có chính sách hỗ trợ phù hợp về thuế quan, xuất nhập khẩu để thúc đẩy giao thương Việt Nam-Campuchia. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại trong việc thúc đẩy tổng thể quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Campuchia, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng và nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của nhau để đẩy mạnh giao thương, hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ đô la Mỹ. Dù ở đâu hay trong lĩnh vực nào, nhiều kiều bào vẫn chung tay góp sức vì sự phát triển của đất nước, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp quy mô với 3 yếu tố chủ đạo: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân thông minh. Điều này đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về tài chính, nhân lực và khoa học kỹ thuật. Bên cạnh các nguồn lực trong nước, nhiều năm qua, bà con kiều bào đã trở thành cầu nối, đưa nông sản Việt Nam vươn xa trong chuỗi giá trị toàn cầu và góp phần thay đổi cách làm nông nghiệp tại quê hương. Tri thức và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm tại nước ngoài cùng tình cảm với quê hương đất nước đã trở thành động lực mạnh mẽ giúp bà con kiều bào chung tay góp sức vì sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Cấy chip vào tôm, truy xuất nguồn gốc và hệ của từng con tôm, từ đó nghiên cứu và sàng lọc mẫu gen, chủ động lựa chọn phối giống để có gia đình tôm với yếu tố di truyền tốt nhất. Đây là một trong những công nghệ được doanh nhân Lương Thanh Văn chuyển giao từ Australia về Việt Nam từ những năm 2000, đã giúp Việt Nam làm chủ được quy trình sản xuất giống tôm bố mẹ, một trong những nền tảng góp phần đưa ngành tôm xuất khẩu của Việt Nam nhảy vọt lên 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ngày trước là mình chỉ phụ thuộc, tức là mình mua tôm ở nước ngoài. Chúng tôi cũng đã trở thành một cái đầu mối mà đưa những cái công nghệ tiên tiến nhất về di truyền và chọn giống của Úc về Việt Nam thông qua cái chương trình hợp tác với viện CSRL của Úc. Bên cạnh việc chuyển giao công nghệ, lực lượng trí thức kiều bào đang trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy ở trong và ngoài nước là tiền đề để đưa những công nghệ mới ứng dụng trong nông nghiệp về Việt Nam. Nghiên cứu đo tín hiệu cây trồng bằng công nghệ AI của tiến sĩ Nguyễn Kỳ Tài và các cộng sự tại Australia đã được giới thiệu tại nhiều trường đại học ở Việt Nam.
đo được tình trạng của cây, thu thập dữ liệu của cây thì nó biết được, giống như con người thì biết được sức khỏe như thế nào, biết cái cây đã thiếu nước hoặc là thiếu phân ra sao, xây dựng cơ sở dữ liệu là cái mà bên Úc họ rất quan trọng. Nhưng mà Việt Nam thì là không có đặt nặng vấn đề đó, không có xây dựng những vùng trồng mẫu. Không thiếu những sáng kiến, nhưng để hiện thực hóa một ý tưởng mới và thay đổi tư duy nông nghiệp không phải điều một sớm một chiều. Bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, còn cần huy động sức mạnh tập thể. Đó là lý do mạng lưới đổi mới sáng tạo ra đời nhằm tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, kết nối giữa các chuyên gia và cơ quan chính phủ để cùng nhau đối thoại và giải quyết các vấn đề mang tính cốt lõi trong nông nghiệp. Hiện nay thì Việt Nam mình vẫn chưa có được một cái mạng lưới các chuyên gia về nông nghiệp thông minh, thì NetAG cũng là một trong những cái nơi để mà tạo ra được cái mạng lưới tổ chức cái chuỗi hội thảo quốc tế về nông nghiệp hiệu quả cao tại Việt Nam. Các kiều bào vừa có một cái nguồn lực là cái tri thức, vừa có kinh nghiệm, lại có cái tình yêu đối với đất nước. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp để tổ chức các cái chuyến tham quan, khảo sát để có thể là biết thêm về điều kiện của thực tế của Việt Nam, khả năng, cái nguồn lực của kiều bào. Các chuyên gia kiều bào sẽ đem lại những khuyến nghị có giá trị, góp phần hoàn thiện hơn nữa chính sách, chiến lược hướng đến phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững, để từ đó tri thức công nghệ được phủ đến từng cánh đồng, trang trại để lan tỏa đến mọi người nông dân Việt Nam. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024. Vừa qua, tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc đã tổ chức Tết Cộng đồng chào xuân Giáp Thìn 2024. Buổi lễ có sự tham dự của gần 500 khách mời, gồm cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo bà con người Việt tại Hồng Kông Trung Quốc và đại diện Hiệp hội Người Việt Nam ở nước ngoài tại Ma Cao Trung Quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông Trung Quốc Phạm Bình Đàm cho biết, Tết Cộng đồng của những người xa quê luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Tổng lãnh sự quán, với mong muốn đón bà con về nhà, sum họp, ôn chuyện quê, chuyện cũ, nói chuyện mới, gặp gỡ đồng hương, bạn bè. Vì thế, Tết Cộng đồng do Tổng lãnh sự quán tổ chức vừa hội tụ, vừa lan tỏa tinh thần, tình cảm của những người con đất Việt. Một hoạt động kết nối cộng đồng khác cũng mới được tổ chức tại Singapore. Các sinh viên Việt Nam tại đây đang có những hoạt động thú vị, cùng nhau lan tỏa yêu thương, xây dựng những ước mơ và hướng về Tổ quốc. Ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại một sự kiện vừa diễn ra. Trong sự kiện Hòa ca mùa thứ nhất với chủ đề Đêm đầy sao tại Học viện Quản lý Singapore, đã có nhiều chương trình nghệ thuật thú vị như hát, múa, nhảy hiện đại và kịch. Nội dung đa dạng, có ý nghĩa nhân văn, hướng về Tổ quốc. Thì nội dung nó là bầu trời đầy sao, với nghĩa là mỗi học sinh là một ngôi sao, cùng nhau gặp nhau tại Harmonious và tỏa sáng. Năm nay bọn em cũng chuẩn bị từ khá lâu, trước đây khoảng nửa năm rồi. Và điều đặc biệt so với các năm khác thì bọn em có trích tối thiểu 50% lợi nhuận cho quỹ từ thiện là Quỹ Hoa Mặt Trời ở Việt Nam để cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ạ. Chương trình kết nối và tỏa sáng như những ngôi sao cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tôi rất thích sự kiện. Tôi vừa mới sang Singapore được vài tuần. Các bạn mời tôi tới đây. Tôi rất ấn tượng với sự kiện này. Các bạn sinh viên Việt Nam có rất nhiều cách đóng góp khác nhau. Hầu hết thời gian các bạn tham gia các hoạt động cộng đồng, vừa chia sẻ, kết nối và giúp đỡ mọi người. Mỗi năm là một sự kiện rất là thú vị để quy tụ các bạn sinh viên Việt Nam tại Singapore. Chương trình không chỉ là để cơ hội các bạn gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau tỏa sáng, mà cũng là cơ hội để lan tỏa yêu thương cả ở trong và ngoài nước. Văn Hiếu, Thường trú Truyền hình Việt Nam tại Singapore. Chuyển sang một số thông tin trong nước, học sinh Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội giao lưu quốc tế thông qua các chương trình trao đổi học sinh. Vừa qua, đoàn học sinh Hàn Quốc đã đến để học tập và trải nghiệm tại 3 trường học của thành phố Hà Nội. Học sinh hai nước sẽ có nhiều cơ hội gắn kết hơn và mở rộng hiểu biết về nhau. Xin chữ đầu năm, một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam đang được giới thiệu với các học sinh Hàn Quốc. Các em này sẽ có 10 ngày trực tiếp học tập tại trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Phương Anh đã xin chữ đỗ đạt
để tặng người bạn mới của mình. Năm sau thì bạn ấy cũng sẽ tham gia kỳ thi đại học như là chúng con, thế nên là con chọn cho bạn cái từ đỗ đạt này ạ. Ở Hàn Quốc chúng em việc thi vào đại học rất là khó. Khi nhận được bức thư pháp này của bạn, em như được tiếp thêm niềm tin và sự may mắn để vào được trường mình mơ ước. Đoàn học sinh Hà Nội trước đó đã sang Hàn Quốc cùng học và cùng ở với những bạn này. Bây giờ các em lại đón các bạn sang trường mình, ở nhà mình. Các em sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc. Bất ngờ là có những bạn Hàn Quốc đã chủ động học tiếng Việt. Môn đi. À. Hoàng kiếm. Bạn muốn ăn gì? À, ăn gì? Phở cá và phở bò. Phở gà và phở bò. Hà Nội hiện đang tổ chức trao đổi học sinh với 5 quốc gia. Các em sẽ giữ vai trò chính để lên kế hoạch tổ chức sự kiện. Chúng tôi đã có các cái biên bản ghi nhớ với đất nước Anh, với Úc, với Singapore, với Nhật Bản và với Hàn Quốc. Khi mà giao lưu với các nước mà có nền giáo dục đào tạo tiên tiến hiện đại, nó là một cái hình thức để trao đổi cái văn hóa, có một cái môi trường, có một cái cầu nối để các em học sinh có thể thể hiện mình. Tò he, một sản phẩm đã có hơn 300 năm truyền thống. Năm mới Nhâm Thìn đang đến và nghệ nhân biểu diễn nặn một con rồng. Cả học sinh Việt Nam và Hàn Quốc cùng tự tay làm sản phẩm. Có rất nhiều ý nghĩa cho cả chủ và khách sau mỗi chương trình trao đổi học sinh. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 với ứng viên điều dưỡng hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản. Đây là chương trình phi lợi nhuận thực hiện theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản. Các ứng viên tham gia cần tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng đa khoa 3 năm hoặc cử nhân điều dưỡng đa khoa 4 năm, không quá 35 tuổi, đủ điều kiện về sức khỏe, không có tiền án tiền sự hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nguyện vọng được tham gia chương trình và có thể tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật. Đối với ứng viên hộ lý, phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng, ứng viên đủ điều tiêu chuẩn có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện về Cục Quản lý Lao động nước ngoài. Ngoài nước, danh sách ứng viên đủ điều kiện thông báo trên trang thông tin điện tử đang hiển thị trên màn hình và thông tin trực tiếp đến ứng viên. Thời gian nhận hồ sơ ứng viên là từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2. Lễ hội Tết Việt với nhiều hoạt động tái hiện phong tục cổ truyền ngày Tết sẽ diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa được Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh công bố vào chiều ngày 11 tháng 1. Với chủ đề Tết Việt xưa và nay, người dân và du khách sẽ được thưởng thức mâm cỗ ba miền Bắc Trung Nam. Ngoài ra, còn có thêm mâm cỗ do những đầu bếp được Michelin vinh danh thực hiện. Sẽ có chương trình du lịch Tết với nhiều khuyến mãi mua tour hấp dẫn. Chơi Tết với các trò chơi dân gian thú vị. Lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1. Rất nhiều hoạt động trên khắp cả nước để chào đón năm mới Giáp Thìn. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản bắt đầu được tổ chức ở nhiều vùng biên từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Chương trình nhằm giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, nơi biên cương của Tổ quốc. Sáng ngày 12 tháng 1, chương trình được tổ chức tại đảo Vạn Gia thuộc thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên sẽ thông tin chi tiết. Xin chào quý vị ạ. Chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản thì bao gồm các hoạt động như là khám bệnh cho người dân, giao lưu văn hóa văn nghệ hay là tặng quà. Hiện tại thì đang là những hoạt động cấp phát thuốc và khám bệnh miễn phí cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở trên đảo đấy ạ. Hôm nay dự kiến là sẽ khám bệnh cho 100 người dân. Những ngày tới tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 400 lượt, tặng 90 suất quà và một căn nhà mái ấm biên cương trị giá là hơn 200 triệu đồng. Trong vòng 2 tuần tới, các hoạt động chăm lo Tết cho người dân tại đảo vẫn sẽ tiếp tục được triển khai với hơn 600 suất quà, 600 chiếc bánh chưng. Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản thể hiện trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng với nhân dân, tô đậm thêm truyền thống gắn bó keo sơn của người lính với đồng bào các dân tộc biên giới, hải đảo, góp phần làm vững mạnh thêm sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.